Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Tuyên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới, đó là một cái thẻ đồ dùng dạy học trong trường tiểu học. Đây, cái tấm thẻ này là mình in chất liệu BB, mình dán trên một cái tấm phơm in hai mặt, tấm phơm nó cắt CNC. Kích thước của cái tấm của cái sản phẩm này là đường kính của bông hoa là 17, chiều dài chiều cao của nó là 25. Mình nói thêm một cái vật liệu tấm phơm là gì? Tấm phơm là đây các bạn, nó nhẹ như xốp nhưng mà nó đặc và cứng, cho nên cái làm cho cái sản phẩm nó rất là bền. Giá của nó là tầm khoảng 45.000 một cái. Nếu mà ai các cô có cần làm đồ dùng dạy học thì liên hệ cho Tuyên nha. Ôi, chào tạm biệt.